Xin chào cả nhà. Nhân dịp đầu năm mới, mình xin kính chúc cả nhà một năm mới an khang thịnh vượng, nhiều điều may mắn, sức khỏe dồi dào và vạn sự như ý nha. Hôm nay mình xin giới thiệu với cả nhà cách để cắm một cái bình hoa sen đá như thế này. Đây là hoa sen đá đấy cả nhà. Mình có thể cắm bình hoa sen đá như thế này đi chưng Tết cũng được nữa nha. Vậy đây là hôm trước cái chậu hoa sen đá mini mà mình cắm hôm trước đây cả nhà, vẫn còn rất là đẹp luôn cả nhà ơi. Mời cả nhà cùng theo dõi cách mình cắm cái bình hoa sen đá này nha. Cả nhà ơi, mình đã chuẩn bị một cái bình thủy tinh đi cả nhà, và bỏ những cái viên bi vào bên trong nha, cho nó đẹp thôi. Và đây là những cái hoa sen đá của mình đây cả nhà ơi. Cả nhà thấy đẹp không? Đây là cây la lô đây cả nhà, cái bông nó hơi màu cam cam. Và mình có một cái hai chậu sen đá này, nó rất là cao là to luôn, mà mình cũng không có biết tên của nó là gì hết cả nhà ơi. Chưa có biết tên, các bạn nào biết tên của cái cây sen đá này thì cho mình biết với nha. Cái này có những các bạn thì nói là cánh bướm, nhưng mình nhìn thì mình không nghĩ nó là cánh bướm, thì thấy nó không có giống lắm, không biết phải không nữa. Và nó ra hoa rất là cao luôn cả nhà, cao, và bây giờ đang nở bông rất là đẹp luôn. Cái bông này nó phải hơn 1 mét luôn á cả nhà, tại vì nó cao quá, nó đứng không có nổi, cho nên mình đưa cho nó gần vào cái tường á cả nhà, cho nó dựa vào cái tường, cho nên nó mới đứng được như thế này đó, chứ không là nó sẽ nằm bẹp dưới đất luôn rồi. Bây giờ mình sẽ cắt một số hoa sen đá của cây này nha cả nhà. Đó, mình cắt cái cành đầu tiên đây. Hoa nó rất là nhiều luôn cả nhà, rất là nhiều luôn. Bữa hôm giờ nó nở một số rồi, và bây giờ vẫn còn tiếp tục nở nữa. Và mình cắt một số cành để mình cắm làm cái bình hoa trưng Tết. Mình cắt bớt những cái hoa nó đã nở, đã bị đen rồi nha cả nhà. Cắt bỏ bớt những cái hoa đó đi, nó đen thì nó không còn đẹp nữa. Mình cắt 4-5 cành nhưng mà thấy vẫn còn nhiều lắm cả nhà. Và bây giờ mình cắt bông của cây la lơ nha cả nhà. Hoa sen đá mình có thể để hoặc có thể cắt vẫn không có sao nha cả nhà. Có một số bạn nói là khi mà hoa sen đá mình để thì nó sẽ mất chất cho cái cây, nhưng mà mình nghĩ cũng không sao hết cả nhà. Nó vẫn đủ chất dinh dưỡng để nuôi cho cái hoa. Và bây giờ mình cắm nha cả nhà ơi. Mình tách bỏ bớt những cái lá và những cái hoa nó ở phía dưới, để cho những cái hoa này khi mình cắm nó không có đụng vào nước, chỉ cắm cái cọng nó vào thôi. Đó. Mình thì không có giỏi cắm hoa đâu cả nhà ơi, chỉ là cắm đại chơi vui thôi à, chứ nếu mà có xấu cả nhà đừng chê nha. Rồi, chuẩn bị xong rồi đó cả nhà ơi. Những cái bông đỏ là đã xong rồi đó. Cả nhà thấy đẹp không? Một số đã nở và một số chưa nở. Và cái bông của cây Lola đây cả nhà, có 2 bông bé xí à, cho nên mình cắm ở phía dưới, sát ở phía dưới. Rồi, đã xong rồi cả nhà ơi. Cả nhà thấy thế nào thì cho mình cái nhận xét với nha, có đẹp không cả nhà. Rồi bây giờ mình sẽ gắn thêm một cái chữ đây là vạn sự như ý vào nha cả nhà. Chữ vạn sự nhỏ như xíu, còn cái chữ to là chữ tàu, mà chữ đó thì mình cũng không có hiểu nghĩa nó là nghĩa gì nữa, nhưng mà dán rồi thấy đỏ đỏ cũng đẹp phải không cả nhà. Thế là mình đã xong cái bình hoa sen đá rồi cả nhà ơi. Cảm ơn cả nhà đã theo dõi video của mình nha. Chúc cả nhà năm mới vạn sự như ý. Bye bye.